Ok, hello toàn thể các anh em channel. Chào mừng toàn thể các anh em đến với Đảo Rồng Huyền Thoại, ngày thứ 718 của mình. Ok, và chỉ còn 12 ngày nữa thôi là mình sẽ được 730 ngày. Và 730 ngày thì tương đương là 2 năm. Nhưng mà nhà phát hành Re cũng đã cho mình chiếu cái huy hiệu 2 năm rồi. Bởi vì là mình khỏi cần. Đâu rồi? Đây cái huy hiệu đâu rồi? Huy hiệu 2 năm đâu rồi? Đây. Đây cái huy hiệu 2 năm mình cũng đang bấm vào nó rồi, apply rồi. Đây, bây giờ sẽ run channel for more than 2 years. Đó. Ok. Còn nhiều cái nữa là mình chưa có lắm. Đây, còn một cái bánh kem 3 năm nè, đã không? Wow, bánh kem này bánh kem 4 năm rồi, kinh thiệt. Ok, trở lại vấn đề. Và cái vụ chiến LAN đã kết thúc, mình cũng đã kích 4 em không có làm nhiệm vụ LAN ra ngoài. Bốn em không làm nhiệm vụ LAN và mình cũng đã cho bốn em khác vào LAN, 4-5 người gì đó. Đây, hiện tại LAN của mình là 49/50 nha. Mình sẽ chào các anh em trong LAN coi. Hai mấy em, anh đang làm clip không có ly kim. Ok, và cái số mình nó nhỏ lắm, nó nhỏ ở chỗ là chỉ còn có 2019 giờ nữa thôi là cái con tôm ngủ không nó đã hết và sẽ bắt đầu một tuần khác, mà đến bây giờ thì mình vẫn chưa like ra con tôm ngủ không nha. Có thể mình không hợp với tôm ngủ không, mình là khỉ nha, mình tuổi khỉ mà khỉ lại không có giúp mình. Ok, giờ làm cái nhiệm vụ coi. À, mình đã đưa con chibon của mình lên 3 sao rồi, 3 sao hồng nha, 3 sao hồng. Còn melon cũng 3 sao hồng, nói tóm lại là được là 7 sao rồi đó. Melon 7 sao, Chibon 7 sao và con Venom thì cũng đã 6 sao. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn cái này đi. Để đưa nó lên sao thì cũng tốn khá khá tiền tệ đi. Radiant này mình chưa có cho nó Ari đi. Này mạnh quá. 72 4 sao thôi. Em ơi, trời ơi, đây xăm làm 3 sao. Ok, giết cái này được nè. Trận này chắc thắng chắc. Đưa con ra đi ảnh của mình sẽ tiêu diệt phá đảo hết của nó. Firestar lưu vào 85 nha. 3 sao cũng là mạnh lắm ấy. Là dành mà đưa lên cỡ đó là rất là mạnh rồi. Wow, có chương tâm phong luôn kìa. Chương tâm phong 62 sao luôn. Tiếp tục 73 sao hả? 73 sao. Tốt, 73 sao cũng yên. Mình cũng phải đổi cái metan đi.
Mình sẽ đưa cho con Venom. Yes. Yeah. Không được rồi. 72 sao hả? 76 sao chứ lộn. Mình nói lộn hoài nha, 6 sao á là 2 sao hồng. 2 sao hồng là như là 6 sao vàng đi. Ok. Giờ 63 hả? Bây giờ mình chỉ cần đưa Venom lên 80 là sẽ cho nó thêm 1 sao nữa. Còn mình muốn lên được 4 sao thì phải đưa con rồng lên level 90 nha. Level 90 là mới được nâng thêm 1 sao nữa là full sao đó. 8 sao. Tốn kém dữ đây. Một trận nữa. 86 mạnh quá. 80 cũng mạnh luôn. 81 chứ. 74 sao, ok. Chi bo mình xử lý nó. Và cái chương trình ly chim thì chắc có thể ngày mai mình sẽ ly chim nha mấy anh em. Xin lỗi mấy anh em vì cũng 3 ngày nay là mình không có ly chim. Vì mình cảm thấy mình bị chết. Bị chết rất là nặng nha. Bởi vì không có thích ly chim. Mong các anh em hãy ủng hộ mình để mình vượt qua cái sự chết này để ngày mai mình ly chim coi. Mà muốn giúp đỡ mình thì các em rất là dễ. Đó chính là subscribe nhiều nhiều là mình sẽ hết bị chết nha. Lúc đó mình sẽ ly chim phà phà lại. Ly chim phà phà lại cho mấy anh em xem. Chi tìm kho báo. Good. Vàng xanh gì cũng được con ơi. Rồi một màu đen thui. 450 thức ăn. Ok. À và có một cái nữa đó chính là cái gì ta? Tôi kèn đi. Đây, trước đây á, trước khi đánh token thì mình phải cho các anh em xem nha. Đó chính là mình đã đi tới cửa thứ mấy? 285 rồi nha. Mình đi tới cửa 285, mình đã cài tới đây rồi nha. 285 mình cũng ráng gần full hết cửa này 300 đó. Mình số tiền của mình hiện tại bây giờ các anh em thấy nè. 102 triệu. 102 triệu tiền và có 10 triệu 43 thức ăn. 10 triệu 430 thức ăn đấy. Mình thấy đã chưa, cố gắng cài rất là nhiều đấy. Tốn cũng dành chùi hết trơn mấy cái năng lượng mà mấy em nó gửi cho mình. Với cái số 10 triệu này thì mình sẽ cho con Venom lên được level 79 trong vòng 10 giây. Chưa đầy 10 giây nữa. Chứ là 1, 2, 3, 4, 4 giây rồi. 4 lần ăn là lên được level 79 rồi. Để coi sức mạnh của 83 sao nhé mấy anh em. 83 sao hồng. Tức nghĩa là 7 sao đó, 7 sao vàng. Đây 1,5 tỷ nha, 1,5 tỷ.
chỉ là 1,5 tỷ thôi. Wow, một cái một chỉ là 1,5 tỷ. Bóng vô lại vì những xót xa. Tiếp tục 1,5 tỷ. Và mình sẽ cho con ra đi gần tăng sao. Đúng rồi, tăng sao luôn mới được. Một mình mà lon căng tim thấy tội nghiệp quá. Đang là chưa có. Không cảm. Đại tí nữa. Đại nữa. Hò mít luôn. Cái hò mít nữa nó cũng vẫn chết. Tuyệt vời, ăn một xài. Hãy dán cho con melon ăn là mới được. Hay là mình cho con melon lên level 81 không? Thôi từ từ mới được. Để cho bộ 380 mới được. Ngủ đi. Sorry nha, anh đang làm clip. Có gì thì nói chuyện sao. Đúng rồi. Ok. Đi tìm có báo tiếp. One, two, three. Thôi tôi can tiếp rồi. Mà mình thu collect gold thì nó dễ hơn. Collect gold là dễ nhất. Phút. Yeah, có phút này. Gòn đảo vàng. Chờ phút nữa đi. Đi hoài đi cho ta. Mấy anh em nhớ nha. Mấy anh em mà subscribe nhiều là sẽ làm cho cái tinh thần của mình nó sẽ phấn chấn lên lại. Và mình sẽ không còn bị xì chết nữa. Mà đồng nghĩa với việc không bị xì chết nữa thì mình sẽ ly team nữa. Cố gắng giúp mình nha. Cái mốc đầu tiên là 500 sub nó đã qua rồi. Bây giờ thì tiến tới 1k sub thôi mấy anh em ơi. Cố gắng sub nhiều vô nha. S20M
phải thu phút cho nó xong nữa. Ok. Tốn 3 triệu. Bét thì ok luôn. Lên chiến 2 máu vàng ha. Ok, 2 máu vàng. Chết chưa đâu. Xong 2 chặng lem, tiếp tục 2 chặng nữa, 2 máu vàng. Một mỏ nữa. Đây. Tiếp tục nữa. Rồi, mình đã hết rồi. Mày quá. Giúp đỡ mấy nàng coi. Hai tỷ 380 triệu. Sức mạnh của Chibon đấy mấy anh em. Gì nữa hả? Chiến 2 chặng nữa hả? Hết hay gì ta rồi, hết rồi. Rầu luôn, không có luôn. Không có mỏ vàng luôn. Hết mỏ vàng rồi, bỏ này luôn. Winning trend hả? 8 bí kíp gió công. Thank you.
2.121.000.000. Dành tốt trên bài trai. Đây là kiếp của công đoàn. Wow, ba con đê kìa. Poseidon, Poseidon Zeus. Và con này là con thằng rèn. Thằng rèn nó tên gì ta? Quên rồi. Nhiều bí kíp quá. Wow, ra Isis, Osiris, ra. Wow, ba con đã luôn. Mấy chặng nữa? Một chặng nữa thôi. No, 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 no. Trời ơi, đây một hit ok luôn. Thu phút ở phút nãy mình thu hết rồi, bỏ nó đi. Quest nè, nó gì son công ly vậy. Hey. My and Lee. Bây giờ thì mình sẽ thu Ron. À quên, mình có cái nhà thu Ron rồi mà. Thế rồi. Vì cho nó mau. Mình mới dùng một thẻ VIP. Bây giờ thì sẽ cố gắng cho con Venom. Ok, 79. Rồi là ngang nữa. Và bây giờ mình sẽ chiến tiếp. No, 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 mình sẽ chiến bí kíp với công trên đây. Bí kíp với công mình trên tầng bên đây nó mạnh lắm. Đó. 85. Wow, 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 nhìn không kỹ. Mình kỹ đã bị nó tê liệt rồi. 85 lận. Ba con 85 quá mạnh. Nhìn không kỹ rồi. Chưa gì hết ba vô chiến nè. Quá mạnh, quá mạnh. Mình đã không còn là đối thủ của mình. Giờ 85 ba sao hết rồi, ba sao hồng. Thật à. Chưa có nhìn rõ nó ba vô chiến. Nó cho hút mắm me. Nó cho mình hút mắm me luôn. Quá kinh khủng. Swing. Dự 37 nữa. Từ từ mình mấy 85 mà mạnh lắm. Ồ 81 mình cũng không lại luôn nữa. 81 cũng quá mạnh.
79. Chuẩn bị ngẫm. Ủa, 79 tiếp. No. Mình sẽ hỏi tất cả các anh em, cầu mong sẽ giúp đỡ. Hỏi càng nhiều càng tốt. Đã có người ta không chơi. Ok, hỏi nhiều nhiều đi. À, hỏi nhiều đi chứ đừng có để hỏi. Rồi, à, nhiều được rồi. Từ đi còn nữa còn nhiều lắm. Và mình sẽ trở lại với những cuốn bí kíp này. Okay.
hai trận nữa. Hai trận nữa mình sẽ qua Heromod. Chiến đây đi cho đã. Xong luôn. Ok. Nghe biết. Mình sẽ đổi ngược lại thử Tornado Rainbow 4 giờ 4 giờ là rồi, hiểu luôn. Hiểu luôn. Đậu phộng thất bại hoài. Lên cái này luôn coi. Đường màu ở mảnh vết màu vàng cũng như hồi 37-45 gắn lên 8 mảnh vết nữa. 8 mảnh vết nữa là mình sẽ có được một con Aebit. Chiến Arena coi. Hai tỷ mấy? 2,249 triệu. Ba con này gần đã luôn. Hai. Đậu phộng, đậu phộng mấy anh em có nhìn rõ không? Mấy anh em có nhìn rõ là cái gì không nè? D ra liver 81 mà 4 sao nha, 4 sao vàng. Sumo tìm con này nữa. Mệt trời, cái này có hách không mệt trời. Cha ơi có hách không mà mạnh dữ vậy. Chưa gì mà năng ra nó nóc nổi. Okay, xong luôn. Hơn con mới nãy nè. Hơn con mới nãy.
Sao những con này ít ta? Đi dần. Đi dần. Có gì nữa không? À, giải chiến cái vị thiền cho nó xong luôn. Năm sao lên đảo quá. Năm sao chiếm nào cấp tốc. Ok. No. Rồi cái này cho vàng không luôn. Kiếm thêm được 2 triệu nữa. Một là ngàn nữa. À, hai là ngàn nữa, 4 triệu nữa. 4 triệu nữa thôi. Cái gì 45 à? 45 mạnh nhất nè. Lấy tập tì. Còn một con nữa mà. Nhanh nè. Mình sẽ đánh nhanh nha. Tính nhanh, thắng nhanh coi. Chị bọn. Thank you.
Út để nó đi. Coi như thì đã xong hết rồi. Coi như là clip của ngày hôm nay thì mình đã hoàn tất nha. Hẹn như vào ngày mai thì mình sẽ rảnh thì mình sẽ đi chim đi. Và thôi, không có càng nói rảnh nữa mà ngày mai mình sẽ đi chim. Ok, ngày mai sẽ đi chim cho mấy anh xem. Còn bây giờ thì mình sẽ cho con Chibon của mình coi. Ok, bây giờ thì bye bye và tạm biệt các anh em. Chúc các anh em có buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nha. Mình sẽ clip lên liền cho mấy anh em xem liền nha. Còn như mình nói đó là mấy anh em phải ráng cố gắng subscribe nhiều để giúp mình hết chest nha. Hết chest thì mình sẽ đi chim xuống. Ok, bye bye và hẹn gặp lại.